Cách trị lở miệng không cần dùng thuốc. Lở miệng là tình trạng nhiều người thường hay gặp trong cuộc sống. Lở miệng tuy không quá nguy hiểm nhưng gây phiền toái cho việc ăn uống. Vậy làm thế nào để trị lở miệng? Lở miệng là gì? Lở miệng còn gọi là nhiệt miệng, là một bệnh viêm loét xuất hiện ở miệng, bệnh thường gặp ở nữ nhiều hơn nam. Đây là bệnh nhẹ nhưng khá phổ biến, lở miệng không gây nguy hiểm, tuy nhiên lại gây ảnh hưởng khá nhiều và bất tiện đến cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là trong ăn uống và khi lở miệng lâu ngày. Những người bị áp tơ miệng thường xuyên cũng khá vất vả, vì vậy, cần nhận diện được dạng mà mình đang mắc phải để biết cách trị lở miệng hợp lý. Nguyên nhân gây lở miệng, theo quan niệm dân gian, lở miệng là do bị nóng trong người hoặc ăn nhiều đồ có tính nóng. Còn theo quan điểm của y học hiện đại, có nhiều nguyên nhân khiến chúng ta bị lở miệng như sau: các bệnh lý về răng, sâu răng, viêm quanh răng, viêm tủy răng, nhiễm khuẩn, nhiễm virus, khiến khoang miệng bị tấn công; dị ứng hóa học, do khoang miệng phản ứng với các thành phần hóa học nào đó, chẳng hạn như kem đánh răng, nước súc miệng; niêm mạc miệng bị tổn thương, do chúng ta vô tình cắn phải hoặc ăn thức ăn quá nóng, thiếu chất; lở miệng do thiếu vitamin B12, B9 và các khoáng chất như sắt, kẽm, selen. Các vấn đề về tâm lý cũng gây ra tình trạng này. Cách trị lở miệng, nước muối loãng, hãy dùng nước muối để xúc miệng hàng ngày hoặc ngậm trong miệng một lúc rồi nhổ ra. Nước muối có tính sát khuẩn cao sẽ tiêu diệt vi khuẩn ở các vết loét và khiến chúng nhanh chóng lành lặn trở lại. Nước cốt dừa, nghiền nát cùi dừa rồi ép lấy nước để xúc miệng 3 đến 4 lần trong ngày. Nước cốt dừa chứa dầu dừa giúp diệt khuẩn, làm sạch miệng, làm dịu cơn đau, nhanh lành các vết loét do nhiệt gây ra. Nước hạt rau mùi, dùng 1 thìa hạt rau mùi với 1 cốc nước đun sôi, bỏ hạt dùng nước để xúc miệng, dùng 3 đến 4 lần trong ngày. Nước hạt rau mùi có tác dụng kháng khuẩn, chữa hôi miệng, lở miệng cực hiệu quả. Nước củ cải, dùng 300g củ cải trắng giã lấy nước cốt hòa cùng một ít nước lọc, dùng xúc miệng 3 lần trên ngày, sau 2 ngày là bệnh khỏi hẳn. Ngoài ra bạn có thể xúc miệng bằng nước nóng hay nước lạnh, chườm đá để làm giảm sự sưng đau của các vết loét. Nước ngậm, áp dụng những mẹo chữa lở miệng theo dân gian này, chỉ cần 2 đến 3 ngày là bạn khỏi hẳn, các vết loét không còn trắng hay sưng đau nữa. Nước khế chua, dùng 2 hoặc 3 quả khế chua, giã nát rồi cho vào nồi đồ ngập nước đun sôi, để nguội, lấy ngậm nuốt dần. Làm như vậy nhiều lần trong ngày mỗi khi bạn thời gian rảnh rỗi không phải ăn hoặc nói nhiều. Nước ép cà chua sống, dùng nước ép cà chua để ngậm rồi nuốt dần, như nước khế, hoặc bạn có thể nhai sống cà chua, dùng từ 3 đến 4 lần trong ngày, công hiệu sẽ rất nhanh. Ngậm chất chát, các chất chát như trà xanh, trà khô, quả sung, vỏ xoài, huống chanh, giúp kháng khuẩn, giải nhiệt miệng, khử mùi hôi hiệu quả. Nên ăn các món chè làm từ các loại đậu như chè đậu đen, chè đậu xanh hay chè tư ý dĩ để vừa cung cấp dưỡng chất lại giúp cơ thể thanh nhiệt, giải độc hiệu quả. Nên ăn các loại thực phẩm, rau củ thanh nhiệt như cà chua, khế, rau diếp cá, rau má. Nên ăn các loại thịt có tính mát, thịt vịt, thịt ngan. Cách phòng tránh lở miệng, hạn chế các chất cay nóng, đặc biệt trong ngày hè nóng nực, không uống rượu bia, thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ, đồ ăn ngọt, tăng cường ăn những thực phẩm mát, có tính giải nhiệt, mát gan cao để giúp cơ thể thanh nhiệt, uống thật nhiều nước để giải tỏa nhiệt trong cơ thể, tuân thủ các quy định vệ sinh răng miệng, đánh răng đều đặn hàng ngày sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ, thăm khám nha khoa định kỳ ngay cả khi bạn không gặp vấn đề gì về răng miệng. Sử dụng bàn chải có lông mềm, chải răng đúng cách để không làm tổn thương, chây xước vùng khoang miệng, thay bàn chải sau 3 tháng sử dụng để đảm bảo vệ sinh.